cái cây á, thảy em á, quánh á, cũng như là hồi xưa á, mình cũng đẹp như vậy. Còn bây giờ thì mình bị vậy rồi, thấy em hơi đẹp á, cũng giận á. Lúc đó là anh biết rằng nó đám cưới cô dâu, nó rước dâu đằng sáng nha. Tôi sai, hoàn toàn sai. Mới tôi phải nuôi con, tôi hối hận lắm rồi, nhưng mà cha nó vô tâm thiệt tình luôn. Chỉ là Tết nhất này kia đó lại nhà thăm nó, nó cũng không lại thăm con nữa. Lúc đó là em còn nằm ở trên giường á, nên tự lấy giấy ly hôn lên xã nó làm ơn nó. Chào bà Quảnh, xin mến chào cô chú anh chị cùng Vĩ Mạnh Thần Quân. Thì trước màn hình cô chú anh chị đây thì là một em gái. Thì không may thì gặp tai nạn, năm nay cũng là mấy năm rồi. Và theo lời chia sẻ, em đã từng có chồng và có con. Và sau khi một cái sự biến cố xảy ra thì người chồng đã tự ly hôn và bỏ lại em ấy. Thì chồng cũng như là bị liệt một bên và đi lấy vợ khác rồi. Hôm nay thì câu chuyện như thế nào, xin mời cô chú anh chị mình cùng lắng nghe em ấy kể cho cả nhà mình nghe nhé. Ừ, anh chào em. Dạ, em chào. Trước tiên cho anh hỏi em tên gì ạ? Dạ, em tên là Trúc Linh. Trúc Linh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 35 tuổi. 35 tuổi rồi. Dạ. Rồi em bị tai nạn từ năm nào? 11 năm rồi anh. 11 năm là mới đi lại được mấy năm rồi? Dạ, mới đi lại hồi lúc em bị là em nằm một chỗ hết 2-3 năm á. Em có thể đi được chập chững cho đến bây giờ luôn á, là em đi nhưng mà đi thấy đi bằng cây gậy vậy đó. Sức khỏe em bị yếu lắm, nửa người mình không bị yếu hơn nữa. Dạ, bị yếu nửa người. Như cái hàm em như bị gãy luôn hay sao ạ? Dạ đúng rồi, bị gãy. Lúc đó là mấy năm đầu là em nói chuyện không được luôn á anh, chỉ mới bây giờ nói được nhưng mà cũng không được rõ lắm. Rồi phần đầu có bị không? Dạ hồi lúc đó là nó bị một bên vậy đó, rồi nó sưng một bên đầu này luôn á. Em bị chạy, em chạy xe hay là người ta làm gì? Lúc đó là em chạy xe anh. Tông hả? Tông vô gì? Tông vô đó là người ta tông á, lúc đó là em bị ngã xuống là em không nhớ gì hết á. Người ta tông hả? Dạ. Ta có đền không? Không, không đền, không gì hết. Tai nạn ở đâu? Dạ, tai nạn ở trên quận Bình Tân, ở trên Sài Gòn. Sài Gòn nữa hả? Dạ. Ủa, ta tông xong ta đi bỏ luôn hả? Dạ, người ta đi bỏ luôn. Lúc đó là hai vợ chồng đang đi làm trên đó hay gì? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. Rồi bắt đầu nằm viện bao lâu rồi chồng ly hôn, em kể cho khán giả nghe coi. Dạ, lúc đó là em còn chưa biết gì hết á, chỉ là mẹ nói là em chỉ còn khả năng là bác sĩ nói là em chỉ còn sống vậy thôi. Chứ em không biết gì hết, nhưng mà vài tháng sau thì em biết, nhưng mà cái đầu mình biết nhưng mà mình chưa nói được á anh. Ừ. Cái miệng của em rất là khó nói luôn á. Rồi thằng chồng của em lúc đó nó cũng còn chăm sóc ở đằng đó. Ừ. Nhưng mà lúc mà khi em về nhà sống nhờ với ba mẹ rồi á, thì nó lấy giấy đăng ký kết hôn, nó tự đi vĩ hôn luôn. Ủa, tự đi vĩ hôn được luôn dạ, hả? Tự đi ly hôn nó, em không biết như thế nào nữa. Là em có con chung hay vợ chồng là mấy đứa con? Dạ, có một đứa con. Một đứa con. Bây giờ đứa con nó 14 tuổi rồi. À, 14 tuổi. Dạ. Bây giờ thì chồng ly hôn đi lấy vợ khác rồi. Dạ. Rồi bữa giờ từ lúc mà ly hôn đó lấy vợ khác có xuống đây mà gặp em để hỏi thăm không? Dạ không anh, không luôn, bỏ từ đó tới giờ luôn á. Không một cuộc gọi, nó cũng không gọi tới hỏi thăm con gì hết á. Nói chung là lúc ly hôn là em cũng chẳng biết luôn hả? Em cũng chẳng biết, lúc đó là em còn nằm ở trên giường á. Nên tự lấy giấy ly hôn lên xã nó làm ơn nó. Em không làm gì sai hết á. Lúc đó là hai vợ chồng cũng vẫn còn bình thường với nhau, không có cãi cọ gì hết á. Ừ. Nhưng mà nó nỡ bỏ em vậy đó. Người bây giờ á, thậm chí là em tội nghiệp cho đứa con anh. Ừ. Đứa con nó cũng hay hỏi thăm lắm, nhưng mà thằng cha nó vô tâm thiệt tình luôn. Chỉ là Tết nhất này kia đó lại nhà thăm nó cũng không lại thăm con nữa. Thì cô cho con hỏi là lúc mà chồng của em Linh này là lấy giấy là cô là người cho hả? Dạ, đúng rồi. Bởi vì tôi thấy con mình thì nó nằm liệt một chỗ vậy rồi tôi cũng không có con nữa, rồi cũng thương thằng rể. Rồi nó nói là nó lấy giấy đi, nó xin kết hôn với vợ khác. Rồi nghĩ là thì kệ đi, con mình chắc chắn là nó không tỉnh lại đâu. Rồi nó
tôi chịu săn sóc nó suốt đời, rồi cho nó đi lấy vợ, nhưng mà tôi có nói là con có vợ hoặc là con sau này có gì thì phải lên xuống thăm con, lên xuống thăm con, thăm vợ, rồi ba mẹ ở đây cũng coi con như là con ruột, bị ba mẹ cũng không có con. Rồi lấy giấy đi, cái nó có vợ rồi nó bỏ vợ con nó luôn. Tới bây giờ là năm 2014, đúng là ngày 27 Tết đó, là 27 rồi 3 ngày nữa là Tết đó. Rồi té từ đó tới giờ luôn, nó một chỉ lại một lần là lại lấy giấy kết hôn đó đem đi luôn. Từ lúc mà em Linh này đang nằm liệt giường là người chồng đó đến đây xin phép cô là lấy giấy kết hôn để đi hủy hôn. Sao mà lúc đó đúng ra là cô không nên đưa, cô phải chờ con của mình để trả lại. Tại vì cái chuyện hôn nhân của con của mình mà cô tự giải quyết như vậy sao được, tội nghiệp con của cô. Bởi vì tôi sai, hoàn toàn sai. Mới tôi phải nuôi con, tôi hối hận lắm rồi. Nhưng mà nghĩ là hồi đó chưa chắc gì nó được như vậy. Nó nằm là thực vật luôn. Em nằm chỗ. Không phải là cho nó đi lấy vợ bỏ con mình đâu. Nghĩ là dạ vậy đó. Chứ giờ mình cũng không có con đó chú. Không có con cũng thương nó, cố gắng. Nhiều khi nếu mà đặt tình huống người khác là người ta sẽ không đồng ý. Tại vì hôn nhân là tự hai vợ chồng người ta giải quyết. Chứ cô tự làm như vậy là cô hại con của cô đó. Dạ đúng rồi. Nhiều khi em ấy đang bị bệnh như vậy, cú sốc rất là nặng. Vừa tỉnh lại mà chưa có hiểu biết gì, như là cái tư tưởng chưa có ổn định. Tự nhiên cái nghe một cái cú sốc là chồng đã ly hôn mình từ hồi nào mình không biết ha Linh hả? Lúc đó là anh biết rằng nó đám cưới cô dâu, nó rước dâu đằng sau nhà nó. Cha chồng nói là tôi rước dâu con sau này là sau đây nè, sau nhà này nè, cưới vợ cho thằng Tân rồi, rồi cái gì nạp tài người ta 10 triệu. Lúc đó thằng nhỏ này nó tỉnh rồi, nhưng mà nó nói chuyện cũng không mấy gì rõ đâu. Nói ba ơi, hồi cưới con ba không có cho tiền tới 10 triệu. Nói con ơi đừng nói nữa, kệ đi, bây giờ lỡ vậy rồi ổng đã con mình vậy rồi không lên xuống hỏi thăm. Mà lúc nhỏ này mới tỉnh về ổng còn nói cho nhỏ này sốc thêm nữa đó. Nói chung nếu mà tôi không hiền là tôi thưa bên xui kia, là dù gì là bên kia cũng sai, nhưng mà tôi không đâu chú ơi. Bây giờ con tôi vậy tôi gắng tôi chịu à, chứ không có nói gì tới ổng nữa. Bên kia cũng vô tâm lắm, không có hỏi thăm gì tới con dâu tới cháu ngoại cháu nội gì luôn, bỏ luôn. Tao nói một ngày cũng là vợ, hai người đã lên cũng như là thắp nhang trên bàn thờ cửu huyền rồi. Là hai người là vợ chồng chung nhau trăm năm. Nhưng mà vì lý do là bị tai nạn như vậy nằm liệt giường, cái chồng tự ý ly hôn mà chưa được sự đồng ý của em Linh là tự ly hôn được thì con cũng không chưa từng nghe. Nó lấy giấy ly hôn đi á. Nghe đâu nó ở xã người ta không có ký cho đâu. Đúng rồi. Dạ, ở xã hỏi chứ. Mời em ra đúng ba lần. Tại sao mà ly hôn mà. Cái nói vợ tai nạn bây giờ cưới vợ khác, người ta chắc chắn là không có ký, nhưng mà nó có lấy giấy ly hôn đi. Mà nghe đâu xã không có ký đâu. Bây giờ nếu mà ấy lại em cũng đồng ý, không có gặp nó nữa. Tại vì nó thì đã bỏ rơi em như vậy đó, không quan tâm gì hết. Nó cũng đã có hai người vợ nữa rồi. Em bây giờ không quan tâm tới việc vợ chồng gì nữa hết á. Tối ngày em chỉ ngồi nghe kinh Phật không ạ. Nghe kinh Phật thôi. Anh hiểu, nói chung là em mình bị sốc là sốc từ lúc đầu thôi, đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên là không có biết lý do gì mà tự nhiên chồng nở lòng nào đi cưới vợ khác mà còn làm như vậy nữa. Nói chung là rước dâu sau nhà, rồi bên nhà chồng còn nói nạp tài cho người ta 10 triệu. Nói như vậy nó làm ảnh hưởng đã con. Tình đó, em bị sốc thiệt luôn. Rồi lúc đó em sốc em tính làm gì? Cô tính làm gì? Bò kim đìa đó, bò xuống đìa. Rồi tay có một bên rồi bò đâu có được ấu mà cha nó kéo lên. Rồi tôi ở đây chứ động viên con, rồi nó dỗ ngọt. Từ khi nó té tới bây giờ, nó cái nặng tới giờ mẹ không bao giờ nói nặng nhẹ gì tới con. Rồi cứ săn sóc con được tới vậy luôn là mừng lắm rồi chú. Lúc đó còn có 30 mấy ký à. Nó ốm nhôm mà không có dở tay chân gì được, nó chỉ còn ngoan ngoe vậy đó là trên giường vậy là 2 năm. Rồi mà cha thì cứ dẫn đi mà chăm cú ở bên khu á. Dạ, 2 ngày đi lần. Rồi sau này rồi khó nữa, ổng hơi đau nữa, bỏ. Phải có cái người nào đó là hướng dẫn cho em chăm cứu em ấy có thể bình phục. Nếu mà để lâu quá cái gân nó cứng lại là không có được. Sáng tập thể dục cho em.
Bây giờ nó trời mưa đó không có đi ra ngoài được, còn sáng nào cũng có đi. Bỏ được đi đó, em đi bằng cây gậy lội bỏ được. Tính ra là trong 3 năm là rất khó khăn, tới sau này là chú coi đó, cái chỗ đen đen đó là nó vịn tường nó đi đó, nó đi bằng vịn tường đó nó đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thì giờ anh hiểu cái cảm giác rồi, hàng hàng ngày đó rồi thuốc thang rồi sao? Mẹ gia đình mình có lo thuốc thang không? Dạ, lúc đầu mẹ cũng lo cho em dữ lắm, nhưng mà tới một lúc sau này á, gia đình cũng hay bị thiếu thốn anh, cho nên cũng bị hụt thuốc uống này kia, cho nên bây giờ chỉ là được ăn uống mỗi ngày vậy thôi, không có thuốc thang gì uống hết. Nói chung là em là phải có thuốc uống đầy dạ. đủ và chăm cứu rồi có thể bình phục á. Em biết cái sức khỏe của bản thân em mà, em thấy em đi ở ngoài lộ này kia đó, em thấy cũng ổn lắm, không có đến nỗi đâu. Chỉ là cũng nhiều lúc là do bị thiếu thiếu ăn này kia đó, thiếu thốn á. Tại vì gia đình mình khó khăn rồi không có ai phụ giúp anh, cho nên nó cũng khó khăn lắm. Bây giờ nếu mà gia đình em bây giờ đâu có ai đưa em đi trị đi mà chăm cứu được đâu. Mẹ thì không biết chạy xe. Dạ. Rồi ba thì nếu mà có đi gần gần thì được, đi xa quá cũng không được. À, đi xa quá không được hả? Dạ. Rồi không lẽ em thành người thực vật vậy hoài phải trị chứ. Dạ. Bởi vậy em cũng muốn khỏe lắm đó mà em tìm đến anh và cộng đồng mạng giúp đỡ. Chứ ba mẹ em bây giờ cũng đứng tuổi rồi cho nên không có thể giúp em được gì nữa hết đó. Ừ. Rồi cái em ăn uống sao, bình thường không? Dạ cũng bình thường nhưng mà khó lắm. Mình ăn thì đút từng chút chút vậy đó, mình nhét vô đại tay bên trái nhai không được hay sao? Dạ cái miệng em bên này lúc đầu thì cũng còn đỡ, còn bây giờ thì cái hàm nó bị gãy hết chân hả? Gãy xương hàm hết chân hả? Gãy xương hàm bên này tông lên luôn á, cung gò má luôn. Bác sĩ chẩn đoán là chấn thương não. Chấn thương mà não. Bác sĩ nói nếu mà có phước phần lắm á thì em có tỉnh nó biết, còn không thôi thì chấn thương não lúc nào mà. Lúc em mà mới tỉnh liền á thì biết hết trơn rồi, nhưng mà ý là em không có nói được á anh. Tại vì cái khó cái biết miệng mà nói không được ha. Dạ. Còn giờ nói đỡ dạ, hay không? Dạ, bây giờ đỡ em nói được vậy đó. Nói hơi cũng như là rõ hơn á. Bây giờ em cái khả năng em bây giờ là tốt nhất, cái thứ nhất là trị là trị cái hàm này nè. Dạ, đúng. Để ăn uống mới có thể dạ, hấp thụ rồi. Được. Dạ. Với lại tới thứ hai nó có phần châm cứu, về cái phần chân với tay phải không? Dạ. Là cái phần đó thôi là thấy em ổn rồi. Dạ. Cái tay này có dở được không phải không? Dạ, có con dạ, co dạ, được dạ, không? Co được nè. Lúc đầu là em chỉ nằm một chỗ không vẫy được luôn. Cái khôn này nè, cái khôn này hồi đó thì nó gớt tới đây luôn. Gớt xuống gớt vậy luôn nè. Sụp dai luôn hả? Sụp luôn, gớt vậy luôn nè. Vậy luôn, nằm vậy 3 năm. Bây giờ là đỡ nhiều lắm rồi đó. Vậy là anh thấy em là cố gắng lắm á. Dạ, em cố gắng lắm anh. Tại vì á, gớt lắm mới được vậy. Trong gia đình em á, không ai hết á. Em một mình em tự lo bản thân em luôn á. Tại vì thằng chồng của em đã vậy rồi. Đúng rồi, hiện tại bây giờ nếu mà có một người chồng ấy đó là hiện tại là em chắc đỡ lắm. Dạ. Chồng là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng thân cận ha. Dạ đúng rồi. Lúc mình còn nguyên vẹn hay là gì đó còn đẹp thì chồng lúc nào cũng ân cần đúng không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên cái vậy cái bỏ quê là cái kiểu mà vô trách nhiệm làm gì không có được. Dạ. Anh nghĩ là chắc chắn hồi xưa em cũng đẹp gái đó. Đẹp, dạ đẹp. Cũng là một thiếu nữ xinh đẹp ở trong thôn này, ở trong ruộng của chúng chị. Dạ đẹp. Hình như đâu tấm hình nãy này phải không? Dạ. Đó cô dâu ha. Wow, là hình em phải, chính xác là hình em không? Dạ, dạ hình của em anh. Phải không? 19 tuổi ạ. Wow, của chú anh chị đi là một cái bức ảnh là chụp đẹp quá. Mà hiện tại thì như vậy thì nói chung anh thấy em là tâm sự nhiều lắm, nói chung là khổ tâm lắm ha. Dạ, dạ đúng rồi. Hôm nay em khổ tâm nhiều nhất vì em kể cho anh nghe cái hết cái nỗi khổ của em coi bữa nay. Tại vì anh được biết là em xem cái kênh anh đã lâu rồi. Dạ. Nghe là nhắn nhủ là muốn gặp Hoàng Bảnh một lần. Dạ. Để cùng bày tỏ về cái câu chuyện tình nghĩa vợ chồng. Sau bao nhiêu năm gắn bó với nhau, sau một sự biến cố đến ngày hôm nay thì chồng bỏ rơi đó. Thì trong khi đó là em ấy đang nằm liệt giường mà chưa có nói được. Chỉ biết là nhận thức thôi mà chưa có nói được. Đôi khi mà vừa nói chuyện được thì đã biết người chồng mình đã lấy vợ mới rồi.
Đó, thì hôm nay mấy là tới kêu ảnh tới đây để mà chia sẻ cái câu chuyện. Em kính thưa anh Mạnh và cộng đồng mạng, cho nên mọi người hãy hiểu cho em vì em bị tai nạn như vậy đó, nhưng mà chồng của em thì nó cũng đã bỏ rơi em rồi, với lại gia đình em cũng khó khăn nữa rồi, không có ai hết á, cho nên em rất muốn nhờ đến cộng đồng mạng hãy hiểu và giúp đỡ cho em. Hay là giúp đỡ gì để em chia sẻ cho anh nghe coi. Em Dạ, muốn giúp giúp cái gì? đỡ ý là cũng anh, gia đình em nghèo, anh vì nghèo khó cho nên cũng bị thiếu thốn vậy đó, ba mẹ thì cũng đứng tuổi rồi không thể làm ăn gì được hết đó, cho nên em ở nhà mỗi ngày vậy đó, rồi phải lo cái đứa con á, đứa con 14 tuổi nó còn Là đi hiện tại học. em đang nuôi một đứa dạ con. dạ nó còn đang đi học, chưa làm gì để có tiền nữa, nhưng mà sức khỏe của em cũng ổn thì ổn, nhưng mà cái miệng của em á cũng rất là khó khăn. Ủa gì đứa con của em Linh này á, rồi chồng có chu cấp hàng tháng không cô? Hay dạ Chào không, em không ơi, anh, em hỏi nó thăm bỏ một hẳn câu. luôn á, 10 năm, hơn 10 năm, không một Không có câu tiền hỏi bạc thăm thì không nữa. hỏi thăm luôn, bỏ luôn. Tính ra có hai vợ chồng có giấy kết hôn đàng hoàng thì nếu mà Dạ. ly dị thì phải chu cấp chứ, ít nhất một Dạ tháng 1 triệu. không, không Mẹ bao có vô giờ. tâm lắm. Nó vô tâm cả nó lẫn gia đình nó luôn anh, cả Nhà ba định nó nói mẹ. vậy nè, nó định nói nó đi luôn, cha mẹ nó còn không hỏi thăm nữa, huống chi là vợ con nó. Ông bà cũng có nói nhưng mà không có lên đây Không hỏi phải thăm đến đâu, thăm hỏi thăm gì không hết có á, đâu. Có từng đến thăm con bỏ. em không? Không, không, không một lần luôn, hơn 10 năm rồi anh. Tội nghiệp lắm, hồi mấy năm trước con nó còn nhỏ thì tới tới đó biết ba về vậy Nó đó, không hay có nhắc đi á, có tới chở nữa. đi á, có đi chỗ cha này kia, rồi bây giờ á nó thấy cha nó bỏ đi, nó nghỉ đi mấy năm nay không đi nữa, nó không hỏi thăm gì tới con, không thương không nhớ gì cái nó bỏ luôn, nó bây giờ không có lên xuống. Nói chung là em cố gắng học, dạ Dạ. chị biết cố gắng học. Đứa con nó học giỏi lắm anh, đâu rồi giấy khen nó đâu hết rồi mẹ đem vô Được nè. rồi, biết Dạ nó học giỏi lắm anh, rồi. đi Được nhờ được vậy đó, thi chữ đẹp tới tỉnh, nói vậy viết chữ em đẹp. cũng sống mỗi ngày để nó cũng nhờ mình nghĩ tới đứa con vậy đó anh, thương con muốn tồn tại lại, chứ thật sự em nhiều lúc em muốn biến mất liền luôn á, Gì không đó, khó nhiều khăn khi lắm. á vui thì cái đầu mà vui thì vui lắm, có khi buồn thì buồn rất là buồn, lúc nào mẹ cũng tạo cái niềm vui cho con, không bao giờ để cho con buồn, dù khóc cũng cười trong nước mắt nữa. Bây Nói chung giờ hả? là em Linh là con của cô là nó bị stress rất nhiều. Dạ, rất nặng luôn anh. Tại Dạ. vì trong thời gian dài đằng đẵng là nằm liệt giường là 7-8 năm. Dạ. Dạ. Cái phổi À, học tới đi tới thì lại nữa là 11 năm rồi. à, 11 năm rồi, Dạ. 7-8 năm là lúc trước là đang nằm liệt. Dạ. À, sau khi mà sau này thì đi lại được chút đỉnh thời Dạ. mới bị sốc rất là Dạ. nhiều thứ. Đúng rồi, Dạ, đúng rồi. đúng rồi. Theo con nghĩ là cái thứ nhất là con của cô là em Linh này á, là sốc về chồng cái nhất, và cái thứ hai nữa bị áp lực trong gia đình. Dạ đúng rồi. Tại vì em ấy cảm thấy mình là một người cũng như là sống như thực vật, không có làm gì được, bởi vì sống ở trong nhà nhiều khi nó hơi bị lệ thuộc. Em ấy Dạ có cái đúng mặc rồi. cảm, có Dạ đúng như vậy không? dạ đúng rồi. Anh nói rất là đúng. Mẹ bây giờ thì biết, chỉ biết là có thì nấu cho con ăn gì thôi, nấu ăn rồi nếu mà nấu xong thì phải dọn một mâm vô chỗng, nó không có ăn ở ngoài. Sao vậy? Dạ nó không có ăn chung ở Tại vì ngoài đâu, nó người nói ăn khó ăn người vậy ăn đó khó anh, ăn á, ăn in bây khó giờ còn ăn cái mà mâm người thôi ở ơi trong nữa. buồng á, ăn xong thì mẹ dọn ra, chừng nào có thì mẹ múc, giờ nào cũng vậy, nếu mà có chín rồi nó cũng đâu có múc được, tay có một bên á, là bởi vậy tôi muốn đi đâu bỏ cũng không được, thành thử phải ở nhà nuôi con, vì không có làm gì được đó, nuôi gà vịt gì chút đỉnh gì đó, vì ở hữu hỷ với mẹ con gì thôi, chứ nếu mà nó không vậy thì nó đi làm mẹ thì cũng cũng đỡ hơn á, chứ nếu mà bây giờ đi bỏ nó không được, và muốn người ta mướn dặm này kia cũng không bỏ con mình được đâu, sợ nó té này kia, bây giờ mới có đi được vững vững gì đó, không không có bỏ được, chặt dù làm gì mẹ đều là mẹ lo đủ thứ cho con á, nhưng mà nhầm khi không 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 chịu đâu, nói con muốn có tiền con đi chỉnh hình, nói con ơi bây giờ mình đã vậy rồi tiền bạc đâu mà đi chỉnh, muốn chỉnh Tại hình vì cái đặng miệng cái của răng mình khó nó ăn đó. khó ăn Dạ uống. vì nhầm khi thì tôi cũng có nói là bây giờ khả năng nhà mình đó thì không có, rồi đất đai gì bán, rồi ra lo nhà cửa cho con ở, rồi bây giờ thì không có đi làm gì có tiền, ba không có làm gì có tiền, vì muốn chỉnh hình cũng
mất nhiều tiền. Bây giờ không ấy thì con cố gắng đi, tí nữa Cẩm Tú là con của nó, nên đi học sau này nó có việc gì làm á, có tiền á, thì từ từ mẹ sẽ đi sửa chỉnh lại cho con, cứ năn nỉ cứ nói vậy đó. Dạ theo con hiểu cảm giác của em Linh này á, là cái hàm của em ấy á là không ăn được. Dạ, cái thứ nhất nó nhức mỏi và nói chuyện thì không có được. Dạ, em ấy là chỉ muốn là chỉnh lại cái hàm bên đây. Dạ, đặng cho nó không có đau nhất. Nó đau nhất lắm phải không? Dạ đúng rồi. Sở dĩ thì chắc chắn là con nghĩ là em ấy chưa có mong điều gì mong mỏi xa hơn nữa. Dạ, vì cái vấn đề tay chân thì em ấy chưa chắc để nói, em ấy chỉ muốn là cái miệng mình với cái hàm thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Để có việc ăn uống được thôi. Dạ. Tại vì theo là chia sẻ em nói là ăn uống rất là khó, nhiều khi không có dám ăn cơm chung gia đình, thế phải trốn. Dạ, ăn rồi, mình. Dạ. Tại vì thấy cái hàm nó lệch rất là nhiều, bởi vì nhai không có được, không có tiêu hóa được. Dạ. Lúc đầu á em còn nói chuyện không được luôn anh, không được gì hết á. Tối ngày sáng lên thì mẹ pha sữa, uống sữa xong chút xíu mẹ pha trà đường một ca gì đó với một tô cháo gì đó ngồi ăn. Vì không không có ăn nữa. Nếu mà muốn ăn cái gì thì một buổi đó đưa cho em ăn đi, rồi nó đi súc miệng một ngày đánh răng 2-3 lần á. Nếu mà tại có vì ăn gì thì đi ăn răng cái gì, ăn cái gì luôn phải đi vô toilet mình trà rửa đánh răng ra mới được. Cho nên em mỗi ngày vậy đó, em chỉ ăn là 2 bữa cơm vậy thôi chứ thỉnh thoảng là em cũng không muốn ăn cái gì nữa hết á, tại vì cái miệng của mình nó khó ăn quá đó. Là cô là tổng cộng là bao nhiêu người con? 2 đứa. Hai đứa. Gái không hay trai không? Gái, nhỏ còn nhỏ Út với nhỏ này là thứ hai. Dạ. Đây là thứ hai, một nhỏ Út nữa. Dạ. Thôi thì bây giờ gán đi cô sao giờ? Giờ nuôi em ấy đi, đôi khi nhiều khi một thời gian bây giờ em Linh thì chỉ cần là cái xương hàm ổn định là có thể em ok lại đó. Nếu mà em có thể ăn uống được á, em có thể sức khỏe em là từ từ phục hồi là được. Còn bây giờ á, thậm chí là nó giống như là bị thiếu chất dinh dưỡng vậy đó anh. Tại vì mình nhai nhai nuốt nó rất là khó khăn. Hồi đó cặp mắt em có bình thường hay là mới đây luôn? Dạ, mắt em hồi đó nhắm vậy luôn á. Không, hồi lúc còn gái là đâu? Hồi lúc lúc còn gái là ok phải không? Dạ. À quên nữa, có tấm hình đây nè. Dạ. Hồi xưa là tấm hình này là em bình thường. Dạ, bình thường. Chị thấy hình đó thôi, nói thì nói tới thì giận. Tôi thấy tấm hình này này á. Ông cái cha chồng á là xin tấm hình này đi á, xin đi rồi khoe anh ta rồi lại hỏi cưới luôn. Rồi tôi cũng không có con trai nữa, thấy người ta lại hỏi vậy, thấy con ghế cũng đẹp á. Nó thôi kệ coi người ta đưa nhiêu thì cưới nhiêu đi. Mình làm cho con mình đi làm 30 mắm mẹ làm rồi á, mắc nợ muốn chết luôn. Rồi không có đưa gì đâu con. Vậy là tấm hình này, tấm hình đầu tiên là quảng cáo là lấy chồng luôn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi vẫn giữ tới giờ. Dạ vẫn giữ tới giờ. Rồi đưa tấm hình này đẹp quá trời mà. Dạ. Hồi xưa mà được chụp vậy là đẹp rồi. Rồi người ta thường nói là sao mà mẹ dễ dàng quá, người ta con nó đẹp thấy mồ luôn, mấy thằng kia nó lại hỏi mà cho liền vậy. Thì tính ra là mẹ em là người người khởi xướng và xong cái là cái người kết thúc luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hai em này nó đi làm, nó gặp nó thương nhau rồi, nó có thương nhau lắm, nó cũng hàng kia nó cũng làm ở Bình Tân á. Dạ. Nhà này cũng đi làm, người thấy vậy. Thôi thì nó thương nhau rồi cho nó khỏi tiền. Bây giờ không trách mẹ, không có nói gì nữa hết, tại vì em hận chồng của hận em chồng. Á. Hận nó lắm. Hận sao nói anh nghe coi. Tại vì mình đã bị như vậy, nó không phụ lo chăm sóc, lo lắng gì hết mà nó đi cứ vợ được hết. Đó, này. Là tại vì em buồn lo lắng trong người á, tại vì em bực tức chồng của em anh, nó đã bỏ em và đứa con nhỏ nữa, nó đi lấy vợ khác, rồi em thì bị như vậy á. Thôi thì anh cũng nói chung cũng hiểu cái câu chuyện em sơ sơ, nói chung là cái thứ nhất là anh biết về em bị stress vì chồng của mình, và cái thứ hai nữa cũng căng thẳng vì ở trong nhà cứ mẹ phải lo ăn lo uống chăm sóc như vậy. Dạ. Thì em cũng nói chung là hơi kiểu mà cũng khó chịu, cũng bực mình. Thầy ơi đồ đạc tôi giặt nó còn kéo ra để con giặt sợ tội. Sợ mẹ giặt đồ mình tội ha. Dạ. Nên đồ đạc này chị em mặc vậy đó là em phải giặt không à, em không có để mẹ giặt. Sao em giặt được tay em này? Em tự giặt được, tại vì mình để trong toilet nó để cho sao á, rồi mình dọn dọn tay giặt ra được hết á. Giặt bằng chân hả? À.
Đồ mới thì mẹ giặt chứ đồ cũ nó làm gì. Thấy đeo chuỗi nữa nè. Dạ. Tại vì tối ngày em chỉ biết ngồi nghe kinh Phật không anh. Lý do làm sao mà em nghe kinh Phật, kể anh nghe coi, hay là ai chỉ em? Dạ không đâu, tại vì em thấy cuộc đời của em á, nó ngang chai quá. Em mệt mỏi lắm rồi. Em không còn tình cảm gì nữa hết á, em chỉ biết ngồi nghe kinh Phật. Nhà kinh Phật thôi nó mới hiền. Mới lúc này hiền, còn mấy năm trước chưa từng nghe kinh Phật. Khổ lắm chú. Cái em vào bực bội với anh. Đừng có nói hồi lúc trước là hung dữ lắm á nghe. Hung dữ thiệt. Có đúng như vậy không, là lúc đúng. Căng á đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, nó dục nó bánh nhỏ em á thì nó cũng hơi đạp gái. Nói chung nó cũng hơi đạp gái, nó nói chung mẹ nói con đừng giận ha. Nó hơi ganh tị. Cái cây á thảy em á quánh á cũng như là hồi xưa á mình cũng đẹp như vậy. Còn bây giờ thì mình bị vậy rồi thấy em hơi đẹp á cũng giận á. Dạ không phải. Vì không phải sao không có sao, từ từ nói mặc đi cảm á. Nói chung là mặc cảm, hồi xưa đúng cũng rồi. Là một thiếu một... nữ xinh đẹp. Dạ đúng rồi, cái bây giờ thấy mình vậy rồi em mình đi làm ở thành phố về thì cũng bực mồ bực bội chứ. Đúng rồi, bực bội thế anh nghĩ rồi, cũng nói chung cũng không dữ à. Một hai năm đầu á thì vậy, còn bây giờ là không, không em không. Hồi xưa có, hồi xưa có gì hồi không xưa có. Dạ hồi xưa thì có, thì lúc mới một hai năm đầu á thì có, nhưng mà bây nghe giờ em không có lại rồi. Trời em hiền lắm. Bây giờ thì đó, bởi vì con mới hiểu, có hiểu cảm giác em ấy. Tại vì một người cũng là một, từng là một cô gái xinh đẹp, đám cưới đồ rình rang nè. Dạ. Mà sau khi mà biến cố, cái thứ nhất là chồng bỏ. Dạ. Bởi vì rồi thứ hai nữa cái dung nhan nó không được vậy, thì bởi vì cái mặc cảm thì lúc đầu mình cũng bị sốc á. À, sốc ha. Bây giờ có muốn đẹp được không? Dạ, bây giờ thì em chỉ muốn xin là tay chân em mình lặn lại bình thường ổn vậy. Rồi lấy chồng em nữa không? Em không muốn xin đẹp gì hết. Rồi lấy chồng nữa không? Dạ. Nếu mà hết bệnh. Tại vì con lứa tuổi của em cũng mới 35 mà. Vậy là muốn lấy cái gì? Không phải, em muốn lấy nhưng mà em để sau này em còn phải lo lắng cho con nữa đó anh. Muốn lo lắng sức đi khỏe. Tiền dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ theo anh nghĩ á, thôi hôm nay em cầu cứu anh tới đây đúng không? Dạ, dạ. Thì những câu chuyện ra hai mẹ con của em thì cũng đã kể cho anh nghe cùng với khán giả và quý bạn thân đã nghe rồi. Dạ. Theo lời chia sẻ thì em ấy thì ăn uống thì không được nhiều thôi. Dạ, đúng rồi. Anh sẽ chích một tiền nào đó cho mẹ em, nhờ mẹ em đi mua sữa để cho em uống. Dạ. Và mua thuốc bổ não cho uống. Dạ. Vậy em cảm ơn anh nhiều lắm nha anh. Nói chung là thấy em cũng về hiền về tốt rồi chứ lúc mà mới phục hồi thì cũng khó chịu, ai mà lại gần dạ, phá là không được đúng ha. Rồi đúng rồi, người nào cũng bị, mình thử suy nghĩ riêng bản thân mình coi mình như thế này đó, rồi người ta nói này kia cũng khó khăn trong người lắm anh ạ. Thì kính thưa cô chú anh chị cùng quý mạnh thần quân, hôm nay thì Bảnh xin được phép chích số tiền của cô Ánh và chú Seri bên Mỹ. Thì hai vợ chồng của cô chú có gửi cho Bảnh thì giúp rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Và số tiền còn lại là 3.250.000 đồng. Thì hôm nay thì Bảnh xin phép chích là 1.000.000 cho em Linh, là đang bị gặp tai nạn mà chồng bỏ để lại một đứa con. Thì số tiền của cô còn lại là 3.250.000. Thì Bảnh chích ra 1.000.000 thì còn lại là 2.000.000. Còn lại là 2.250.000 thì Bảnh sẽ đi giúp những hoàn cảnh kế tiếp. Anh xin thay mặt Mạnh Vân gửi tặng cho em là cũng như là giúp cho em mua sữa và mua thuốc gì đó. Dạ, nghe em lời chia sẻ. Dạ. Nói là thiếu tiền mua thuốc hàng tháng đó. Dạ. Thôi thì ráng rồi. Phục hồi đi nha. Dạ. Em cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Vân và tất cả anh nữa đã giúp đỡ em. Em gia đình em rất là cảm ơn anh nhiều lắm. Cố gắng nghe kinh Phật rồi ăn uống đầy đủ, nghe mua sữa cô ha. Dạ. Mua. Tôi cũng thay mặt cho con chúc cho quý Mạnh Thường Vân và chú ở bên Mỹ, cô chú ở bên Mỹ gửi tiền đó, vì xin cảm ơn và chúc cho cô chú sức khỏe và vui vẻ bình an. Dạ. Tôi xin cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị cùng quý Mạnh Thường Vân, thì bây giờ Bảnh phép đọc lại tên của Mạnh Thường Vân. Đây là số tiền này là của cô Ánh và chú Seri ở bên Mỹ.
Thì vợ chồng của chú gửi cho bảnh thì bảnh giúp được rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Thì số tiền còn lại là 3 triệu 250 ngàn đồng. Thì bây giờ thì bảnh trích ra 1 triệu thì còn lại 2 triệu 250 ngàn đồng. Bảnh đi thăm những cái hoàn cảnh kế tiếp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vợ chồng của cô chú. Và cũng không quên cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị, quý khán giả gần xa và mạnh thường quân trong nước ngoài nước đã luôn ủng hộ kênh cho bảnh, và xem và nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Hôm nay thì bạn tới thăm nhà em Linh, cũng như là tai nạn một biến cố xảy lớn với em ấy, mong điều may mắn sẽ đến với em ấy phục hồi lại. Bây giờ Phương Mạnh sẽ khép video tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại. Yeah.